Anh nghe nè, rồi mày lấy cho anh hai cái 16 Pro Max luôn, một tê luôn, ok rồi. Nhà nhà lầu hả, nuôi mà anh cho anh 2 căn luôn. Ừ trời ơi, hôm nay anh vô mánh mà. Rồi xe một một con xe tháng nữa rồi, ok luôn. Rồi bao nhiêu thì tổng đi, rồi mai anh ra anh đưa tiền luôn. Ừ ok, rồi định gì đi. Rồi, cũng thôi mày đưa tài khoản anh chuyển trước nữa cũng được. Rồi ok rồi nha. Khỏe quá, nữa thì đi công việc coi. Mày đặt có bộ nhí bộ đồ ha, mua nhà mua xe rồi ha, chuyện nào cũng chết với tôi về tôi mét chị hai cho mà thấy cái cảnh nè. Ông ngon lắm rồi ha, chuyến này có cơ hội trả thù rồi nè, trong mấy bữa ông ăn hiếp tôi ha. Rồi ông ngon lắm rồi, chiều nay ông mịn mình với bả nè, cho ông mày đặt ha, bon chen ha. Ôi chị hai, báo cái tin này nè, động trời động đất anh hai luôn. Sao Trời ơi, ổng mày đặt có bồ nhí mày nói sao á, đó. ông Sao? sao không chết mà ai thương mà Trời bồ ơi, nhí. em nói thiệt nãy, em đứng em nghe lén ảnh nói nè, mua cho mười gì mà mắc mắc á, 16 rồi mắc luôn. Thôi mẹ ơi, Ủa. tao không tin, mày Ủa. nói làm sao á. Anh mà mua nhà lầu anh mua 2 căn luôn. Em nói thiệt. Hình như anh trúng số hay sao anh. Ảnh lén chị anh mua cho con bồ nhí đó. Em nói mà chị không nghe, chị đừng có trách em nha. Rồi em mua nghe mua gì một con SH nữa đó. Ông trúng số không giấu chị đó. Trời ơi, cha này thấy xấu xấu gì mà dữ ta. Trời ơi, em nói thiệt á, chị không tin thôi nha. Lát chị về chị điều tra anh thôi. Đó em báo cho chị á, chị gán mà chị lo, chị giữ con chồng chị đi nha. Cha này hết hết nói nổi ông à. Thấy ông xấu xấu vậy mà ông dữ thiệt trời. Ông về đây không biết tay tôi. Ôi, nó trời gì mà nó nóng dữ vậy trời. Nóng quá Bà nóng nội rồi. này đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái gì vậy bà nội? Bà làm gì bà quýnh tôi? Quýnh Khùng vậy hả? quýnh à, nghe nói ông có bồ nhí phải không? Bồ nhí đâu mà bồ nhí? Tôi nghe thằng Tâm kể cho tôi hết trơn rồi, nó nói cái gì mà ông mua cho nó nhà lầu gì gì mét rồ rồ rồi gì hát khách gì nữa kìa. Trời ơi, bà biết cái thằng đó nó nhiều chuyện mua đâu mà mua. Bà nghe bà chớp bà nhắn. Bà đục tôi đau quá. Tôi nghe nó nói nè, Nói gì? Nó nói gì? nó thì ông có bồ nhí chứ gì, ông giấu giếm tôi nè. Bà khùng vừa thôi, ngày mai là đám giỗ bà ngoại, tôi đặt xe tôi mua đó bà nội, tôi cúng cho bà ngoại đó, tôi mua nhà lầu nè với chiếc anh hát về chơi với bà đi, bà nghe bà chớp bà nhán bà ra bà đục tôi tào lao mí lao không bộ nhí đâu bộ nhí. Bà giết rồi bị khùng vậy hả, ngang giết rồi bị điên hả. Đau muốn chết luôn nghe nè, mốt làm ơn làm phước nghe nghe cho nó rõ, nghe cờ chớp cờ nhán rồi đi ra vậy. Thì nó nói với tôi ông có bồ nhí. Nhí gì nhí con khỉ gì ai thương.